Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay dạo lòng vòng ở Tân Định, mà anh chị và các bạn chúng ta đi đạp quay trở về. Hồi nãy mình tham quan trong nhà thờ Tân Định đó. Nhà thờ rất là đẹp, rất là nổi bật ở khu Tân Định. Bây giờ mình đi về đường xã Đồng Hóa này. Đây là ngã tư Hai Bà Trưng với lại Võ Thị Sáu. Chúng ta sẽ quẹo ngược phải nha, theo con đường Võ Thị Sáu cũng như là Hiền Vương ngày xưa. Ở đây có rất là nhiều shop quần áo, rất là sang trọng, rất là đẹp. Rồi giờ đi đâu cũng nghe những bài hát Giáng sinh, rồi chúc mừng năm mới, chào mừng năm mới vang lên khắp cả phố phường. Đây là con đường Hiền Vương ngày xưa. Bây giờ mình sẽ đi dạo lòng vòng ở các con đường để mình thấy không khí Noel tràn ngập khắp các nẻo đường ở Sài Gòn. Ở ngoài đường, ngoài trời thì thời tiết mát mẻ, xe xe lạnh. Ngay đây là con đường Duy Tân cũng như là Phạm Ngọc Thạch, đi về khu nhà thờ Đức Bà. Ở đó có siêu thị Diamond cũng trang trí Giáng sinh cũng rất là hoành tráng. Em thấy dọc ven đường thì cũng có nhiều người có hoàn cảnh đó. Và cũng có nhóm bạn trẻ đi phát từ thiện, chia sẻ chút gì đó của cuộc sống với những người có hoàn cảnh ha. Xe cộ rất là đông ha. Đây là số 162 đường Võ Thị Sáu. Ở cái đoạn này thì bán rất là nhiều những cái loại bình thủy tinh thế này nè, thủy tinh gốm Quỳnh Thư 168 Võ Thị Sáu, phủ Hàn Quốc, nắp mài vỏ rượu, đủ loại hết luôn ha. Bên kia có quán karaoke Night, nhưng mà sau này tắt đèn rồi. Mà hầu hết là các quán karaoke ở Sài Gòn bây giờ là đang trong cái tình trạng là đóng cửa để chờ sửa chữa nó phù hợp với cái quy định phòng cháy chữa cháy. Quy định bây giờ khắt khe hơn so với ngày xưa, khi mà cái vụ hỏa hoạn ở Bình Dương làm rất nhiều người tử vong. Con đường Võ Thị Sáu thì không được sáng vậy lắm, nhưng mà con đường này rất là đông, rất là náo nhiệt ha. Con đường Hiền Vương ngày xưa. Phải xe cộ quá trời luôn. Đường phố đông đúc. Qua có kịp không? Không kịp rồi. Ngay trong này là giao lộ Hiền Vương với Công Lý ngày xưa, cũng như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Võ Thị Sáu ngày nay. Hướng bên cánh phải chúng ta sẽ đi về phi trường Tân Sơn Nhất này. Bây giờ Sài Gòn khoảng 8 giờ 15. Tiếp tục nha.
Chỗ này trang trí Tết rồi nè. Chỗ showroom của bếp ga Rinnai. Nhìn thấy cũng nôn nao ngày Tết ha. Ngày Tết có bánh chưng, có hoa mai. Ở đoạn này thì hơi là tối nè, cũng vẫn là các cửa hàng bán bình, bán chậu thủy tinh thôi. Chỗ này là tòa nhà gì ta, thấy ngộ ngộ ta. Ngay góc đường Lê Quý Đôn với lại Võ Thị Sáu. Ồ, ngày đây có quán Việt Phố sáng rực luôn ha. Công nhận con đường Võ Thị Sáu này nhiều người có hoàn cảnh ngồi ngoài đường thiệt. Lúc trước thì đường Trần Hưng Đạo, nhưng bây giờ thì đường Võ Thị Sáu nè. Chúng ta thấy quá trời đông luôn. Chú lụm ve chai rồi anh có tập cái chân, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ngồi dài dài bên trong vỉa hè, khi mà có một nhóm nhóm người làm công tác thiện nguyện thì họ sẽ được một phần, một đêm được vài phần thì cũng đỡ. Qua ngày nào hay ngày đó ha. Rồi thấy con đường Võ Thị Sáu đông ghê không? Đường này là đường một chiều. Sẵn đạp xe một vòng rồi về mua rau má cho nị với bạn đồng nhỏ luôn. Rau má mít. Rau má mít nổi tiếng Sài Gòn. Một ly 12.000, 17.000 là tùy theo nhỏ hay lớn ha. Đây có quán cà phê Thiên Khôi. Ngày xưa là cái gì Nam á, An Nam, An Nam á. Nhưng mà không bằng hồi xưa. Hồi xưa tên An Nam đông hơn. Mấy xe chạy được luôn. Quá trời. Bởi khi mà đạp xe hoặc là đi đâu đó trên con đường này là khó mà thông thả lắm, tại vì xe chạy cứ qua mặt mình dù luôn á. Chú có mấy con chó, cũng có mấy người có hoàn cảnh, người ta ngồi ở đây nè, nghe bóng tối đây quá trời. Mùa Noel lạnh lẽo, khi mà được những phần quà thế này người ta cũng cảm thấy ấm áp hơn. Các bạn trẻ ở đây rất là năng nổ ha, rất là nhiệt tình.
UTEC, các bạn trẻ trường UTEC. Thành hết hồn vậy. Nè, người ta làm cống. Để nghe em thành hết hồn. Thay cái nắp cống á. Ở Sài Gòn thì công trình nó cứ liên tiếp cứ hết công trình này tới công trình kia trên cùng một con đường thôi. Hôm nay là tráng nhựa không, ngày mai là đào nắp cống đó, ngày mốt là đào lưới điện, mốt là bữa kia là làm đường nước. Rồi vài bữa nữa sẽ có cáp quang, cáp internet nha. Rồi đào lên con đường, sau khi làm hàng loạt lên rồi bấy con đường hết, bắt đầu mai năm sau đổ nhựa lại. Khi đổ nhựa lại thì nó lại lắp cái nắp cống nữa, đào lên nữa. Cứ thế làm hoài con đường không bao giờ láng được. Có láng thì cũng được 1-2 ngày thôi. Vòng vòng Sài Gòn ta thấy là các công trình nó cứ ứ động như hoài luôn á, nên là đâu có hút được du khách. Du khách tới đây cũng chẳng có không có gì hứng thú nên người ta tới một lần người ta không có tới lần thứ hai nữa. Còn các khu du lịch khác thì theo báo chí đăng thì giá cả thì trên núi. Tuy là mình mở cửa sau dịch cũng hầu như là trước các nước Đông Nam Á đó, nhưng mà vẫn còn thua xa các nước, hình như là thua nhất luôn á. Mỗi mưa ta không có vài giọt nước rớt lên đầu vậy, chắc là mưa quá. Bầu trời sáng rực nè. Hôm ta quẹo qua Nguyễn Thượng Hiền đi về, sẵn con Nguyễn Thượng Hiền hôm nay sao? Hôm qua là chặn xe một bữa để khai mạc, mở màn con đường ẩm thực, con đường ăn uống. Hôm nay thì không biết như thế nào. Hôm ta đi ngang thử ha. Mưa đã nhiễu hột rồi. Theo thông tin hôm qua em cập nhật được thì con đường Nguyễn Thượng Hiền sẽ là khu phố đi bộ, đường một chiều từ 6 giờ tối cho tới 11 giờ đêm, hướng từ quận 3 về quận nhất, không có chiều xe ngược lại, cấm luôn xe hơi. Nhưng mà không biết bữa nay sao. Không có làm cái bảng cấm ha. Có mấy anh dân phòng ảnh đứng ảnh chặn cái bảng giữa đường. Chặn là chặn xe hơi thôi.
xe máy vẫn là hai chiều ha, và xe hơi thì không có được, không được vô. Ở đây thì cũng có rất nhiều những gian hàng bán đồ ăn rất là ngon, nhưng mà tại đồ ăn ở đây không được phong phú, chủ yếu là bánh tráng trộn đó. Ở đây cũng gần nhà của anh Thành nè. Sau này anh Thành về có ăn vặt thì ở đây là thoải mái ha. Mà ở đây nếu mà vừa ăn vừa ngồi ở đây mà xe chạy ào 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 như vậy thì cũng hơi hơi ngán. Ê mưa. Ôi, mưa hơi nhiễu hột. Bữa ăn mà còn hai cái tịnh nói với em nó thụ thị. Ở đây chủ yếu là chặn xe hơi thôi, chứ các con đường này thì hầu như là trước giờ vẫn là bán đồ ăn cũng rất là đông rồi, so với các con đường khác ha. Chủ yếu là không có xe hơi thì nó đỡ đỡ choáng đường hơn thôi. Vài bữa nữa người ta thuê bích các gian hàng ở đây. Đó là mưa rồi không biết về kịp không đây. Ở đây có cái chốt anh dân phòng chặn xe hơi. Đây có cà phê, nước ngọt, rồi các món ăn vặt. Trời mưa rồi, không biết về kịp không, kịp không, giọt luôn. Bữa giờ chúng ta đi vòng vòng qua con đường này như 2-3 lần luôn á, liên tiếp luôn á. Tại em cũng tò mò không biết hôm nay đường này nó làm sao. Thì chặn xe hơi, chúng ta thấy đường phố cũng đỡ một lượng xe máy không thì cũng đỡ, người ta mua sắm cũng dễ, ăn uống cũng dễ. Ai mà chạy xe hướng đường Nguyễn Thượng Hiền thì chú ý ha, đi xe hơi chú ý ha, tốt nhất không đi đường này, tại vì đi hồi nó vòng lại nó cong lắm. Từ 6 giờ tối cho tới 11 giờ đêm rồi thôi, cái video clip hôm nay cũng khá là dài rồi.
Thôi hẹn gặp lại bà con cô bác trong những video clip tiếp theo nha. Và hình ảnh vòng vòng đường phố cập nhật cái không khí Noel, rồi đi thấy chúng ta thấy đường phố ngày hôm nay trong những ngày Noel nó như thế nào ha. Một lần nữa chúc tất cả cô chú anh chị có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc, ấm áp bên người thân và gia đình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tới đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hồng Thập Tự, em đi về nhà luôn. Mưa rồi không biết có kẹp không.